mày mấy tháng nay. Mày có biết gì con mày bị bệnh? Còn tao, tao đau yếu liên miên, mày không thèm tới lui. Trời đất ơi, gì kỳ vậy? Mày đã đi theo con nào có tiền có bạc? Tại nó khờ, nó điên nên mới tin mày đó thôi. Trời ơi, nếu tôi nói ra thì rất kẹt cho tôi. Tôi biết cô hiểu lầm một kẻ nào đó thôi. Khi không tôi bị quan mà tôi không nói được. Thằng đó nó bạc như dối mà cô lại đòi nợ tôi. Tao không đi xin tình yêu để chắc chiêu lượm bớt. Tao có chồng tử tế mà. Phải đâu bị ế mà phải sách ghế theo mày. Mày dụ tao bỏ chồng con, mày sẽ cho tao được vui vậy. Vui con mẹ gì, khi hết tiền mày đá đít. Mày khinh khi hất hủi đủ điều rồi đi dụ thiếu nữ. Tại sao mày gặp tao mày đứng trơ trơ? Người ta đồn mày chết, nhưng giờ mày tỉnh bơ như khúc gỗ. Mày có nhớ không? Nhớ lúc nào mày trốn vui trốn nhủi, tao phải mang hết nữ trang rồi phải lủi thủi nuôi mày. Cho mày biết, ông thần chí hòa linh lắm nghe mày. Tao mà dái dài ngày, mày sẽ vô đó thảy với người ta. Mày vô đó gặp đại bàng nó móc mắt mày xa. Cho mày đuôi tôi để không còn lường gạt ai. Thùy Dung, em sao vậy nè? Cô lầm rồi. Tôi đâu biết cô là ai. Cái gì? Ê, mày có thể là mặt lạ với tao. Mày không biết con đào hát thảo trinh này hả? Mày hãy theo tao về xem con bé Quanh, con của mày nó giống ai. Cô đừng hỏi với tôi nghe chưa. Tôi không phải là Vũ đâu. Mày không phải là Vũ. Vậy chứ không lẽ mày là con quỷ sống ở Chí Hòa mới ra hả mày? Trời ơi. Hay mày là con quỷ dâm dục chuyên đi lừa dối con gái người ta? Nè cô đi với nó mà cô không biết xấu hổ hay sao? Nó gạt biết bao nhiêu người rồi, nhiều cô gái biết nó quá tồi. Cô đừng tưởng đi với nó là vinh hạnh, nó chỉ nhắm vào sắc đẹp và đồng tiền thôi. Chừng nào cô hết tiền, nó giết cô cái cục. Đừng nói vài người mà hồi đó giờ tính đến cả chục. Nó sẽ bỏ rơi cô như bỏ rơi cả chục người kia. Vậy bà là ai? Bà nói cho tôi biết được. Đây, tôi là vợ thằng này, là thằng lương gạt. Trời ơi, nó đang ở với tôi mà nó dám tuyên bố. Nó gạt hết tiền, nó gạt tình để vui chơi. Tôi không phải là Vũ, Vũ em tôi đã chết rồi. Nó bị ám sát, cô không hay biết vì sao. Trời ơi, anh Vũ của em đã bị ám sát chết rồi. Anh là anh ruột của Vũ. Trời ơi. Thùy Dung, để em đưa anh đi cấp cứu. Trời, chết tôi rồi, tôi nhìn lầm rồi, trời hố nặng rồi. Làm gì mà bây giờ mới vác xác qua đây vậy? Bộ mê thằng giám đốc đó rồi phải không? Ăn rồi ngồi không. Có tiền nhưng đến tay xài sướng quá mà. Còn bày đặt nó gây nó gắt nữa. Độ rài thằng Phong á, nó đề phòng kỹ lưỡng lắm. Bao nhiêu người giúp việc trong nhà Phong cho nghỉ hết. Đưa người nhà vào thế rồi nên tính nó khó lắm. Vậy thì mình để nó sống làm gì? Để làm gì à?
để nó dò xét và cho người theo dõi hành động của em để tìm manh mối cho ra. Trời tìm không ra chứ đừng nói nó. Trời tìm không ra chứ người sẽ tìm ra. Báo đã đăng tin Vũ bị ám sát. Anh vẫn làm ngơ đóng kịch tài ghê. Anh bình tĩnh hết chỗ chê. Cả tuần nay em không dám cung kính. Còn Văn Phong thì vẫn đi luôn. À, nhắc đến Vũ Phong anh đây mới nhớ lại. Cơ bộ lúc này Phong quấn quýt bên Thùy Dung dữ lắm. Không biết tại sao Phong nói Thùy Dung mới lạ kỳ. Thùy Dung đọc báo thấy Vũ chết, Dung ngã xỉu tức thì bài báo nói Vũ chết thế dùm. Vì vậy Phong mới hết sức lo cho Thùy Dung. Nhưng còn một chuyện, anh đây thấy tức cười. Em cũng nên nghe chuyện này. Chuyện gì? Anh nói gấp cho em nghe. Phong và Vũ giống như hai giọt nước. Cho nên khi Phong vào thăm Thùy Dung, cô ta lầm tưởng là Vũ, liền ôm lấy Phong và la khóc sùm. Do đó bác sĩ nhờ Phong đóng vai Vũ để nhờ tình cảm mà chữa bệnh cho Thùy Dung. Còn Thùy Dung cứ tưởng Phong là nhân tình của mình. Mới thật là buồn cười chứ. Nhưng biết đâu Văn Phong lại thương thiệt thì sao? Vì hai người sống gần nhau, lửa gần cơm chắc cũng phải cháy bừng bừng. Tiên Phật gì đó mà tỏ thị điềm nhiên. Con người chứ đâu phải thần tiên. Mấy lúc sau này Phong hay chứng điện, mỗi ngày thay hai bộ đồ, xịt nước qua thơm phức chải đầu láng ho. Con người có vẻ tự do. Thì Phong nó làm gì hay kệ. Em ghen tức làm chi, không yêu mà lại ghen. Nếu em ghen có nghĩa là em đã yêu Phong. Như thế em còn xem anh ra chi. Nếu để Phong như vậy, có ngày mất quyền lợi, gia tài chia sớt cho Dung. Em đâu có ngu dại, để lâu sẽ có hại. Vậy là em tiếc của à? Hay là em đã thương nó rồi phải không? Anh ghen phải không? Đúng, anh ghen đó. Vì trước kia em nói em không yêu nó, em ưng thuận đám cưới với nó là để em gạt lấy hết tài sản của nó. Rồi em sẽ cùng anh sống một cuộc đời sung sướng an nhàn. Nhưng giờ đây sao anh thấy quá phù phàng. Nguyệt ơi, đối với anh em chính là bảo vật, nên em bảo gì anh cũng nghe theo. Và anh đã lạnh lùng giết chết chồng em. Vợ chồng gì mà ăn ở có một đêm. Em hận nó, em về bảo anh thanh toán. Em nói cuộc sống của em đã quen rồi lãng mạn. Ai thương khi em hạ thủ không chừa. Đã giết lầm thì thôi hãy lặng tiếng im hơi. Em tiếc của làm gì, rồi sẽ bể chuyện cho em xem. Hãy sống âm thầm cho mọi chuyện qua em. Nếu em quay tiếp thì chỉ quà sẽ yêu anh. Tôi không có quậy nữa đâu cha. Cha nói hai chữ chí quà tôi nghe ghê quá à. Bộ chí quà nó yêu anh rồi nó không khoái tôi sao? Em nói có lý lắm. Bây giờ ta phải làm sao? Làm sao à? Phải thanh toán nó giống như thằng em của nó. Hả? Giết Phong à? Nguyệt, không lẽ em muốn anh suốt đời cứ làm chồng của vợ người khác hoài sao? Nhưng lúc này hắn ít có về nhà, làm việc gì ở luôn ở trong văn phòng, nên em không nắm được giờ giấc của hắn. Em yên tâm, anh sẽ cho đàn em theo dõi hắn. Thế nào anh cũng thanh toán nó để chúng mình.
bác sĩ Quân đâu cô? Trời ơi, sao vậy nè? À, có bác sĩ Quân tới. Để tôi xem. Chuyện gì đã xảy ra làm cho tôi dung ngất đi vậy? Lúc nãy cô có chích thuốc khỏe chưa? Dạ rồi. Mạch ổn định. Cô ở đây theo dõi bệnh nhân. Anh Phong, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Anh Phong, có lẽ anh đã nói sự thật này cho Thùy Dung nghe rồi phải không? Tôi có nói gì đâu. Tôi đưa cô ấy đi dạo, dọc đường gặp chuyện rủi ro. Anh nói tiếp đi. Tôi không ngờ thằng Vũ em tôi có thêm một nhân tình và đã có con. Cái chết của Vũ đâu có âm thầm, các báo làm rùm beng, vậy mà cô ấy không hay. Cô ấy là ai ở đâu mà không biết được, tôi cũng chưa quen biết bao giờ, đây có thể nói là dịp tình cờ. Cô chẳng đầu xe rồi mắng chửi lung tung, cô xài xế luôn cả Thùy Dung nữa. Do đó Thùy Dung bị tác động nặng nề và ngất xỉu tức thì. Vậy là bệnh tim cô đã trở lại, như vậy cũng đáng ngại cho cô ta. Xin bác sĩ tận tâm lo cho Thùy Dung, tôi sẽ đền ơn xứng đáng mà. Anh yên tâm đi, đó là bổn phận của tôi. Đêm nay ông cho phép tôi ở lại đây, nhưng tôi ở phòng bên cạnh thôi. Được. Tôi có chút việc phải đi. Mọi chuyện ở đây tôi đã dặn cô Hồng rồi. Ông cứ vào phòng bên nghỉ đi ha. Chào anh. Chào. Bác sĩ đâu cô Hồng? Cô tỉnh rồi hả? Cô uống miếng nước cho khỏe nha. Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi mà. Cô nằm yên tĩnh dưỡng đi. Bệnh của cô trở lại và hơi nặng hơn rồi đó. Tôi bệnh